Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự tối thứ Bảy, ngày 29 tháng 12 của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Thưa quý vị, tối qua 28 tháng 12, Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng Ladofa đã tổ chức lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng 2 và công bố nhận diện thương hiệu mới. Ông Phạm S., Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã đến dự. Trải qua 36 năm hình thành và phát triển, Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng Ladofa đã không ngừng lớn mạnh, trở thành một trong những nhà sản xuất dược phẩm uy tín của Việt Nam. Công ty có 3 nhà máy sản xuất dược phẩm và thực phẩm chức năng, hệ thống phân phối trên toàn quốc với hơn 5.000 điểm bán hàng. Với lợi thế sở hữu nguồn nguyên dược liệu Artiso dồi dào, chất lượng nhất Việt Nam, Ladofa xác định sứ mệnh sáng tạo ra những sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng, xuất khẩu hiệu quả, an toàn và tốt cho sức khỏe. Hiện nay sản phẩm của Ladofa được phân phối qua chuỗi siêu thị uy tín trong cả nước và có mặt tại các thị trường như Pháp, Hàn Quốc cũng như các quốc gia lân cận trong vùng châu Á Thái Bình Dương. Với những đóng góp trong việc bảo tồn và biến cây dược liệu thành những tinh hoa dược liệu, góp phần chăm sóc sức khỏe nhân dân, Ladofa đã từng bước khẳng định thương hiệu riêng có và tạo được niềm tin đối với người tiêu dùng trong nước và quốc tế, đạt được nhiều giải thưởng danh giá như giải thưởng chất lượng Việt Nam, giải bạc chất lượng quốc gia, giải vàng chất lượng quốc gia, giải thưởng chất lượng quốc tế châu Á Thái Bình Dương ở lĩnh vực chất lượng xuất sắc toàn cầu. Không chỉ vậy, Ladofa còn vinh dự được nhận Huân chương Lao động hạng 3 và năm 2018 này, Ladofa tiếp tục vinh dự được đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì do Chủ tịch nước trao tặng. Đây là phần thưởng cao quý ghi nhận sự nỗ lực đóng góp tâm huyết của từng cán bộ công nhân viên của Ladofa trong thời gian qua. Cũng tại buổi lễ, Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng Ladofa đã công bố nhận diện thương hiệu mới và giới thiệu 4 dòng sản phẩm mới được chiết xuất từ những cây dược liệu ở vùng đất Lâm Đồng như Lado Artiso, dược liệu hữu hiệu bảo vệ gan, Lado Highball, thảo dược cho sức khỏe, Lado Detox, khỏe đẹp từ bên trong và Lado Boost phục hồi năng lượng. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm S. đã ghi nhận những thành tựu mà Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng Ladofa đã gặt hái được trong chặng đường 36 năm qua. Trong quá trình hình thành và phát triển, Ladofa luôn năng động mạnh dạn đổi mới hoạt động sản xuất kinh doanh để trở thành nhà cung cấp thuốc, sản phẩm chăm sóc sức khỏe uy tín trong tỉnh và được nhiều đối tác chọn lựa. Với những định hướng phát triển mới, Ladofa đang chuyển mình thay đổi hướng mục tiêu cung cấp các sản phẩm từ dược liệu có giá trị ngày càng cao trên thị trường trong và ngoài nước. Với khát vọng biến những tiềm năng của dược liệu địa phương thành những sản phẩm chăm sóc sức khỏe, nâng tầm thương hiệu Đà Lạt, Lâm Đồng, vươn ra xứng tầm thương hiệu Việt trên thị trường quốc tế. Tôi mong muốn công ty tiếp tục các chiến lược phát triển ngành dược Lâm Đồng, mở rộng các dự án trồng dược liệu tại Đà Lạt và Lạc Dương, cũng như huyện Đơn Dương và Đức Trọng, tạo việc làm đóng góp cho cộng đồng, góp phần chăm sóc sức khỏe nhân dân, phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Dịp này, Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng Ladofa đã tặng kỷ niệm cho 5 cá nhân đã có nhiều đóng góp trong việc xây dựng và phát triển của công ty. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay 29 tháng 12 là ngày nghỉ lễ đầu tiên của kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2019 kéo dài trong 4 ngày. Cũng như mọi năm, Đà Lạt tiếp tục là một điểm đến hấp dẫn, thân thiện và an toàn, thu hút không ít du khách đến tham quan với những địa điểm du lịch lãng mạn và những dịch vụ du lịch chu đáo, ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Tuy hôm nay mới bắt đầu kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2019, nhưng hôm qua 28 tháng 12, thành phố Đà Lạt đã đón một lượng lớn khách du lịch đến đây, tranh thủ thời gian trước khi trở về khách sạn và để tận hưởng mọi khoảnh khắc tại thành phố ngàn hoa này. Nhiều đoàn khách đã chọn những điểm du lịch trong trung tâm thành phố để thưởng lãm. Vườn hoa thành phố tiếp tục là một điểm đến hấp dẫn, là nơi tập hợp nhiều loại hoa với cách bài trí luôn được đổi mới để phù hợp với thị hiếu của du khách. Nhiều người khi đến đây không khỏi choáng ngợp với muôn hoa khoe sắc của thành phố Đà Lạt. Trong khi đó, nhiều gia đình lựa chọn biệt thự Trần Lệ Xuân, Trung tâm lưu trữ quốc gia 4 để tận hưởng thời gian bên cạnh người thân. Trong không khí sang trọng uy nghiêm nhưng không kém phần lãng mạn, du khách có thể tìm hiểu thêm về con người Đà Lạt xưa cũng như tìm hiểu về mộc bản Triều Nguyễn được cất giữ tại đây. Như là ngàn hoa hội tụ ở tại cái vườn hoa thành phố rất là đẹp, rất là lung linh. Tâm trạng thấy rất là thoải mái và thảnh thơi em. Giống như là mình được hòa quyện cùng với đất trời, với thiên nhiên rất là hồn nhiên và mộc mạc. Những cái tiểu cảnh, những cái hoa năm nay bài trí rất là hay. Cô cảm thấy tâm trạng của mình lúc nào cũng phơi phới, yêu đời.
thậm chí cô không đến vườn hoa nhưng mà cô đi ở ngoài đường cô cũng thấy cỏ nó cũng nở hoa. Do thời tiết tại thành phố Đà Lạt hôm nay lạnh và mưa nên bên cạnh các hoạt động vui chơi tham quan ngoài trời, du khách có thể tìm cho mình những địa điểm tham quan trong nhà như bảo tàng, phòng trưng bày để hiểu hơn về lịch sử, thiên nhiên, văn hóa và con người Đà Lạt nói riêng và Tây Nguyên nói chung, để cùng đồng cảm và yêu hơn thành phố ngàn hoa này. Trong dịp lễ Tết Dương lịch năm 2019, do thời gian nghỉ kéo dài 4 ngày nên lượng khách du lịch đến tỉnh Lâm Đồng cũng khá tăng. Hôm nay là ngày nghỉ lễ đầu tiên. Theo ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự, dịch vụ ăn uống, các đơn vị kinh doanh nhà nghỉ khách sạn trên địa bàn thành phố Đà Lạt đã chuẩn bị tốt các điều kiện với phương châm đảm bảo chất lượng dịch vụ, đáp ứng được nhu cầu của du khách. Sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Hòa chung không khí rộn ràng của kỳ nghỉ lễ Tết Dương lịch 2019, lượng du khách đổ về thành phố Đà Lạt trong những ngày qua tăng mạnh. Theo phản ánh của các chủ khách sạn kinh doanh trên lĩnh vực lưu trú, đến nay, các dịch vụ buồng phòng ở các khách sạn đều đạt công suất từ 80 đến 100%. Tùy vào chất lượng của từng dịch vụ mà giá phòng ở Đà Lạt có nhiều mức giá khác nhau để phục vụ du khách. Ngoài trừ các khách sạn từ 3 đến 5 sao, còn lại, hầu hết các khách sạn đều đăng ký tăng giá dịch vụ từ 30 đến 50%. Lượng du khách đến với Đà Lạt đông và trải đều trong cả 4 ngày. Khách sạn Sài Gòn Đà Lạt của chúng tôi thì không nằm ngoài cái dự đoán chung là khách đến với khách sạn đã kín và cái đa số những cái lượng khách đặt trước từ 3 tháng. Và đến nay thì đã kín khách, đa số khách đến khách sạn Sài Gòn Đà Lạt đều đã đặt trước từ 2 đến 3 tháng. Khách sạn Sài Gòn Đà Lạt thì đã như đăng ký đầu mỗi năm với Sở Tài chính và Cục Thuế tỉnh. Thì vào mỗi dịp lễ Tết chúng tôi đều không tăng giá ngoài cái khung giá đã được đăng ký. Dạo quanh một số nhà hàng quán ăn tại Đà Lạt trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, giá cả các dịch vụ ăn uống tăng nhẹ khoảng 10 đến 20% so với ngày thường. Tuy giá có cao hơn đôi chút nhưng du khách vẫn hài lòng. Tuy nhiên, nhiều địa chỉ do khách tới khá đông nên không ít quán ăn uống cũng rơi vào tình trạng quá tải, đáp ứng không kịp do nhu cầu của người dân và du khách tăng cao. Những cái nhà hàng mà kiểu như là cũng sang sang á thì ok, rất là ok. Còn ví dụ như mình đi ăn bên ngoài thì nó hơi chậm và đôi khi như là không cần khách vậy á. Trước khi đến mỗi quán ăn thì chúng mình đều search trên mạng trước là những quán nào ngon, quán nào nổi tiếng đến Đà Lạt để ăn. Và những cái quán đấy đều rất là đông, tuy nhiên là chúng mình đều không phải chờ lâu và đồ ăn rất là chất lượng, đồng đều. Mặc dù các dịch vụ về ăn uống và lưu trú tại Đà Lạt có tăng giá, nhưng nhìn chung vẫn làm hài lòng du khách khi đến với thành phố Hoa để hòa mình trong những ngày nghỉ lễ này. Đây cũng là một trong những ấn tượng đẹp sẽ còn đọng lại trong lòng du khách ở những ngày tiếp theo. Thưa quý vị và các bạn, từ một đô thị với chức năng ban đầu chỉ là du lịch nghỉ dưỡng, Đà Lạt đã và đang từng ngày chuyển mình, phát triển thành đô thị đa chức năng, một trong những trung tâm văn hóa, khoa học, giáo dục của khu vực miền Trung và Tây Nguyên, đồng thời cũng là trung tâm kinh tế, chính trị của tỉnh Lâm Đồng, thành phố Festival Hoa của Việt Nam. Với những tiềm năng lợi thế, thiên nhiên ưu đãi, trong 125 năm hình thành và phát triển, thành phố Đà Lạt đã có những chuyển mình về đô thị cảnh quan, du lịch chất lượng cao và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Đà Lạt có lịch sử hình thành và phát triển khá thú vị, khởi nguồn từ một vùng đất hoang sơ, nơi sinh sống của các dân tộc thiểu số, trong đó người Lạch chiếm đa số. Từ sự phát hiện tình cờ của bác sĩ Alexander Yersen đã mở đầu cho quá trình hình thành và phát triển của thành phố Đà Lạt trong 125 năm qua. Do khai thác tốt các cơ hội do lịch sử mang lại và những giá trị do thiên nhiên ban tặng, Đà Lạt với nhiều cảnh quan ngoạn mục và độc đáo, kết hợp với các lợi thế về vị trí địa lý, khí hậu, tài nguyên đa dạng, không gian kiến trúc đặc trưng, Đà Lạt đã tạo ra ưu thế nổi trội trong phạm vi khu vực và quốc tế. Giá trị di sản kiến trúc cảnh quan đô thị Đà Lạt đến hôm nay bao gồm đặc thù về hình thái, cấu trúc không gian đô thị dựa trên địa hình cảnh quan, sự kết hợp hài hòa giữa yếu tố tự nhiên với văn hóa và phong cách kiến trúc châu Âu, chủ đạo là kiến trúc và quy hoạch đô thị theo kiểu Pháp.
Cảnh quan đô thị của Đà Lạt cũng đã có nhiều khởi sắc thay đổi từ quỹ kiến trúc phong phú và có giá trị nổi trội với hệ thống các công trình ở nhiều thể loại phong phú, ghi dấu ấn về sự tiếp nhận những trào lưu, xu hướng kiến trúc thế giới trong mỗi giai đoạn phát triển của lịch sử. Với những giá trị của tự nhiên và văn hóa bản địa, để hình thành một không gian kiến trúc cảnh quan đặc sắc cho thành phố cao nguyên. Trải qua 125 năm, di sản kiến trúc cảnh quan đô thị Đà Lạt cùng với lịch sử hình thành và phát triển độc đáo của nó đã trở thành một tài sản vô giá và có ý nghĩa đặc biệt với hiện tại và cả trong tương lai. Chúng ta thấy là cái việc phát triển của đô thị luôn luôn bắt buộc phải nhờ vào cái sự nghiên cứu của các nhà chuyên môn. Và cũng có thể nói đến sự nghiệp xây dựng của một đô thị, đó là sự nghiệp của rất nhiều người, của nhiều thế hệ con người. Đó là tác phẩm nghệ thuật công cộng vĩ đại, có bàn tay góp sức của biết bao người qua bao đời. Cho nên chúng ta hiện nay, hình ảnh của cảnh quan đô thị Đà Lạt hiện nay, nó là cũng là đúc kết từ những cái nhận định nó như vậy. Bên cạnh dấu ấn về cảnh quan đô thị thì nông nghiệp công nghệ cao là một thế mạnh của Đà Lạt. Hiện nay Đà Lạt đang là địa phương đứng đầu cả nước về phát triển nông nghiệp công nghệ cao với hơn 5.700 ha sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chiếm 54,6% trên tổng diện tích đất sản xuất nông nghiệp của thành phố. Nếu như năm 2005 ngành trồng hoa Đà Lạt chỉ có diện tích khoảng 1.000 ha thì đến năm 2013 đã tăng lên trên 3.000 ha với sản lượng khoảng trên 1,4 triệu cành một hecta. Thu nhập của người dân trong lĩnh vực trồng hoa cũng tăng từ 3 đến 4 lần. Giá trị bình quân hiện nay khoảng từ 300 đến 400 triệu đồng một hecta. Cá biệt có những diện tích trồng hoa có thể thu nhập gần 2 tỷ đồng một hecta. Một số mô hình trồng rau hoa trong nhà kính theo hướng nông nghiệp công nghệ cao cũng đang trở thành những địa chỉ tham quan du lịch hấp dẫn du khách khi đến với Đà Lạt, với nhiều làng hoa đã được công nhận. Công tác quảng bá xúc tiến thương mại cho nông sản Đà Lạt cũng đã được đẩy mạnh với nhiều thương hiệu, đặc biệt là thương hiệu Đà Lạt kích tinh từ đất lành. Chúng ta càng phát triển, chúng ta càng cần phải minh bạch thông tin, chúng ta càng phải tiếp cận đến người tiêu dùng và càng mong muốn người tiêu dùng biết mình, đến mình nhiều hơn. Thay vì là chúng ta giấu mình, chúng ta chỉ phục vụ cái mục đích của bản thân, thì bây giờ chúng ta phát triển vì cả một cộng đồng, vì một tương lai của một đất nước, thì chúng ta cần có những cái bước đi nó minh bạch hóa thông tin để đáp ứng cái nhu cầu của người tiêu dùng ngày càng đòi hỏi cao hơn về cái nguồn gốc của sản phẩm mà mình cầm trên tay. Trước đây tôi sản xuất về rau củ quả của thành phố Đà Lạt, nhưng mà sau một thời gian tôi trồng cây cẩm tú cầu này để mà sản xuất, đến bây giờ thì theo nhu cầu của khách hàng là tham quan du lịch thì tôi mới đưa vào để mà cho họ tham quan du lịch. Khung cảnh đây thì rất đẹp, cho nên những người đó họ lại yêu cầu là mở rộng ra. Đi cùng với sự phát triển kinh tế xã hội của Lâm Đồng, một trong những thành tựu nổi bật để lại dấu ấn trong 125 năm Đà Lạt hình thành và phát triển, đó là sự phát triển của ngành du lịch. Thay đổi lớn nhất trong những năm gần đây, khi nói đến du lịch nông nghiệp công nghệ cao, thì Đà Lạt cũng được nhắc đến như là một địa chỉ không thể thiếu. Được xác định là nhiệm vụ trọng tâm và là ngành kinh tế mũi nhọn của Lâm Đồng, thành phố Đà Lạt đã tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển du lịch dịch vụ với gần 1.300 cơ sở lưu trú du lịch, 35 khu điểm tham quan du lịch được đầu tư và khai thác kinh doanh, cùng hơn 60 điểm tham quan miễn phí, gồm các danh thắng tự nhiên, công trình kiến trúc, cơ sở tôn giáo, làng nghề, làng dân tộc bản địa, khảo cổ, v.v. Đi cũng nhiều điểm nhưng mà thấy điểm này rất là mát mẻ và nó là một cuộc rửa mắt rất là thú vị, rất là đẹp. Khí hậu đây cũng thích, vườn hoa ở đây cũng làm cho bọn cô mình đã cảm thấy sướng rồi. Lần đầu tiên cô mới được vào đây, nhân ra là cô thấy đây rất đẹp. So với nhiều đô thị khác, Đà Lạt chưa có bề dày về thời gian. Chỉ vỏn vẹn 125 năm hình thành và phát triển. Thế nhưng trong 125 năm đó, người Đà Lạt đã biết khai thác và phát triển vốn quý mà thiên nhiên ban tặng. Chính vì thế, Đà Lạt luôn có sức hút trong lòng du khách gần xa, sức hút từ thương hiệu thành phố tình yêu. Và sức hút của Đà Lạt hôm nay được đo bằng những giá trị bền vững cùng với định danh thành phố ngàn hoa với quá trình 125 năm hình thành và phát triển.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự tối nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái, chào tạm biệt.